Tao mà. Chả tao mà. Chả kém cứ xả. Cẩn thận xe nhá. Chào mọi người. Nhà cửa bàn giao xong đã. Vâng. Rồi là tính toán đi làm. Còn lũ em thì là cũng hôm qua nghỉ hôm, hôm nay nghỉ hôm là chiều nay là bắt đầu quay xuống Yên Minh làm lại thôi nhờ. Đi làm lại đi, bởi vì lên đây thì là cũng biết tình hình vợ là cũng ok rồi, không có vấn đề gì hết. Có gì thì có gì quá thì cũng phải gọi điện thôi. Tối qua có ai vào nhà ném đá gì hay gì nữa không? Không thấy rồi ấy gì. Người ta biết em về rồi đấy. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Sáng ngày hôm nay cô bác anh chị có thể thấy là một khung cảnh vẫn là quen thuộc thôi. Đấy. Phía bên trên kia thì là túp lều bạt của A Lúa và anh em mình hiện tại đang di chuyển lên đó để là hỗ trợ A Lúa mang cái giường sắt di chuyển về khu nhà mới. Để cho hai vợ chồng và hai bé có thể có một cái giấc ngủ yên ấm hơn. Vì cái nền là mấy tối nay ngủ cũng lạnh đúng không? Vâng. Thì có nhà cửa mới rồi. Trước khi là thời gian anh em lên làm cửa thì mình sẽ chuyển cái giường đi trước. Tới này mọi người làm cửa thì đang sợ anh Lúa sợ là giường không vào mà đường. Giường lại, không vào được. Cái lúc đấy công việc gấp rút quá thì lại sẽ không kịp. Thì ngày hôm nay là không lên đây và cùng ăn lúa là sẽ hỗ trợ chuyển những cái đồ đạc cần thiết nhất sang bên nhà trước nhé. Mà đầu tiên sẽ là cái giường đi nhỉ. Vào. Đi, anh em mình lên đi. À, hôm nay có mua cân thịt thì anh cũng không nấu nướng ở đây rồi, tí nữa mang đi cho anh nấu nướng ở bên kia nhé. Vào. Thì hôm nay có mua cái anh này cắt cho hơn một cân đấy. Thì là 100.000 vẫn là trích số tiền mà đợt rồi bà Kim ấy. Bà gửi cho cháu Khâm để mà mua thức ăn cho vợ A Lúa. Khâm cũng rất là cảm ơn bà vì là rồi bà cũng gửi cho Khâm 1.500.000. Thì trong đấy là đều có quà của ba anh em mình ở đây các bác. Thì là 500 thì là cô gửi để mà lì xì cún của Khâm. Và 500.000 thì là lì xì bé Báo và bé Tiến của con A Lúa. Còn 500.000 thì là để vợ lũ em mua hai bộ quần áo người Mông đấy. Ồ, ở đây anh lập ra lúc nào đấy? Lập ra lúc làm sáng là em gọi điện cho anh rồi. À vâng, sáng là anh cũng gọi điện cho để là xem là chuyển cái giường đi được công không mà. Cứ chuyển thôi, bây giờ là mình cứ chuyển dần dần thôi đấy. Mua gió nam chả mất hồng chả mất chả mất chạy tỏ đau không ạ. Mỡ và trả đất có thôi. Hôm rồi thì anh có thì quay xe là bảo bán đất rồi anh nữa. Vâng. Bán là sao kịp nữa nhỉ. Vâng. Người ta làm xong nhà đời mới bảo bán đất 15 triệu thì chịu rồi nhỉ. Vâng. Lúc em bắt đầu kia thôi. Bây giờ mở cái này được chưa anh Lúa? À. Hay bà ngoại vẫn sợ là bị ốm? Không sợ đâu. Cái là gì? Đây làm cửa xong thì phải làm trịa ra chỗ kia rồi. Được, anh cho cái này ra đã. Không chảy được chứ rồi. Anh Lúa ơi, cho cái hòm ra đi. Đợt mang giường lên thì bà ngoại còn trách đấy nhở. Bà ngoại đang trách là anh em mở cái tấm pro bịt ở đây ra thì ngày trước là bà ngoại gọi thầy búng cho, thành ra là thầy đã trấn yểm ở đây rồi thì không được phép mở đấy. Và mở ra thì là mỉ đi viện thì là bà bảo là dựa tại anh em mình. Thực tế không phải thế đâu anh Lúa nhé. Wow. Không có chuyện ma quỷ ở đây đâu. Anh ốm thì là yếu sẵn rồi. Làm mệt nữa thì ốm. Giường này sau một thời gian sao em trông nó bụi bặm thế. Thì nữa mang về nhà mới thì phải quét tí nhà đi nhá.
đi nhà mới thì phải làm lau cho lau sạch sẽ đi. Cái giường này nhẹ thôi mà, nói là một cái giường sắt mà anh làm cho rất là tiện lợi, quá là nặng. Mẹ à, mẹ mẹ ý nhà cho ý mua cho vừa chặt ý nhà chặt ý này cho mấy tối ngày hôm nay thì là thứ ba rồi các bác. Anh Lúa là cùng gia đình sang bên muôn trà lên này ở tạm ở đấy luôn. Một cái không khí với một cái tâm trạng rất là hào hứng sau những ngày tháng ở trong cái khu vực sập sệ này, ẩm ướt như thế này, còn vợ là mọi người uống thơm miên lên lên xoay nhôn một cái tâm trạng rất là muốn. Nhưng mà cho đài nhé, đài nên ra mất khỏi xoay mùa nhỉ. Còn nhiều ván đấy, ván còn tánh này thôi. Em vừa mà một tính đi trước à? Cùng nhau bê xuống dưới chỗ đường to. Nhẹ thôi mà. Giờ nhá để em quay người. Ok. Em nay vợ đi làm cái gì? Lúa em ơi. Dạ? Vợ em hay đi làm gì? Em ở nhà hổ anh Lúa. Bác ở giờ thì đi. Đấy. Em đi, mà không đi làm, em ở nhà thì em cũng toàn ở nhà rồi làm nương rồi là em ở nhà chơi chẳng giải quyết được gì đâu mà. Rồi là một hai hôm rồi lại quay đi thôi nhé. Đây đây anh bác anh lái xe. Cái này nhẹ thôi, hai anh em cùng nhau em lái xe đấy. Bây giờ là hai anh em đã chuyển đến. Tao mà chả tao mà chả kém cứu xả cẩn thận xe nhá. Chưa mùa kia bài à, phanh ra phanh lia nào. Nặng không? Nặng mà. Hỗ trợ nữa. Đây này cơ mồm cân thịt lộn đó. Cái này dốc nhưng mà cái độ rộng của nó thì lại rộng hơn cả phía đường bên kia gì. Tối nay thì anh Lúa cũng đã sẽ có cái giường nằm nó cao hơn bởi vì cái nền ngày qua thì thật sự là mùa đông rất lạnh các bạn thấy không? Chúng ta là vào 9 giờ lại đi. Không có một chút nắng mặt trời. Trời thì nói là mùa đông rất là lạnh luôn. Nhà mùa hảo mùa hứa. Chửa sâu. Mà chứ sao mày hết thiếu ăn dài nó. Tôi nhớ làm cái đường bê tông vào đây nữa tốt quá nhỉ. Vâng. Thì là đường đất thì vẫn đi được thôi nhưng mà uốn dài nhỉ. Đường sẽ rất là trơn luôn. Ý tròn đi cho hò. Đặt đây tạm chỉ muốn đại chạy rồi.
đây thì là khu vực này các bác cũng hỏi thăm rằng là đất a lúa đến đâu thì là thưa các bác thì là phía bên trên thì là của bố hết rồi, anh em mình chỉ xin được một góc kia là để một cái tên này. Và từ cái chỗ anh em đang đứng này, dạ cho tao đất a lúa đấy, tới là cái mảnh anh em mình đang đứng vẫn là đi vào đó. Và rồi làm sao là cái chỗ đất còn lại tiếp theo thì phải là cái điểm giao ở đó mất khó chú nhỉ, số hào như ta gì mà anh ấy không một số là nó chạy lên nam làm sao mà thiết kế một cái con đường phía bên này thì thiết kế thì con đường men và hoa lý hoặc là men và đất của bố hả tiết cho khô này ô tiết cho bé này lúa khô này tím ôi tít tỏ bẹ à khô à ở xuống chỗ này thì là xuống đất khó hai có thể là thiết kế bên trong cũng được hai ôi tít cho một tỏ bẹ mình sẽ tiến hành đây ở chỗ đất này thì vẫn đủ một tỏ bẹ gia đình trồng rau trồng đậu để đủ ăn cho các bác đấy. Còn phía trước nhà này đất rất là hẹp rồi, có thể trồng vài cây ăn quả hoặc là vài lũ hành vào cũng được. Dạ, thiệu ăn dài dạ. Thế đấy. Được chưa? Được. Cẩn thận dây điện nhé. Thắng mà nha, thật nha. Đó là cứ sao ú to mà to nè hò ăn là to háo ăn hả chỉ cái gì xì ăn được cái gì chạy sáng ra lên hò mà một xe được đi thử mua cân thịt tí nữa nấu với mấy anh em với vợ nấu ăn nhé. Vâng. Thịt ba chỉ, thịt lợn mông đúng không? Vợ mua được thịt lợn khác đúng không? Vâng. Đấy, thịt lợn mông đấy. Chọc tay mình đi. Làm sao mà tôi cho vậy sơ sinh nhá. Ờ, sao chưa? Vừa. Nói là rất là may khi mà mai làm là cửa xong đến thì vào không được. Anh lướng đã phải tính toán đấy là đúng là chiều này mà vừa khít không bán nào cho 200 bán đây bạn đấy. Vâng. Chữa. Đồ em cũng muốn một gái nhà như này không? Thờ tổ tiên ấy, thờ cúng ấy. Không làm à? Không làm đâu gì. À. Chỉ cần một cái tấm ấy vào thôi gì. Ở đây cần một cái tấm ấy để phòng bên anh làm một cái đu bếp. Đu bếp á? Làm một cái không, làm giả thôi. Làm mà làm một cái giả đấy tết thì chứ mình nhà gạch hoa không đun bếp ở trong đây này thì lấy ba cái gài về xiên lê thì chép lên chỗ nào phòng bên này phòng thì... bên đấy phòng ngủ mà phòng ngủ nhưng mà người Mông thì phải làm một cái để tết thì mới biết làm được rồi.
Thì làm xong thì một cái thì làm tạ thôi, không tôi bế đâu. Làm tạ thôi đúng không? Làm tạ thôi. Bếp tôi bên này rồi còn gì? Đó, bế thì tôi bên này. Chỗ này thì... Phòng bên này thì làm một cái tạ thôi. Để làm cỗ viêm. Ở bên này các bác nhá, thì là cũng có cũng bác hỏi là tại sao lại không lát chỗ nền lên nhà bếp này. Thì thực sự là anh sinh hoạt ở đây không phải như mọi người sinh hoạt ở dưới xuôi, như là như các nhà khác người ta sinh hoạt theo một cái bếp sạch sẽ gọn gàng được. Còn ba lúa này phải nói nhất bản là đúng đắn, chứ tao nghe cũng không khoa trương đâu, nhất bản tất cả mọi thứ đều là rất tiện như này thế. Còn khu vực này thì chỗ bà Báu, bà có hai nhà ủng hộ cho rất là nhiều cho A Lúa đấy, từ mua tét nước ống nước rồi là dây điện tất cả mọi thứ. Và tới này bà vẫn đang tâm, đang tâm trí của bà, và tới này tâm sẽ còn sắm thêm những vật dụng thiết yếu, tất cả những cái nhỏ nhất như bà đã hứa. Thì như đồ mua sang trà rồi tủ lạnh bếp ga thì bà hứa là bà sẽ hỗ trợ và trả cho A Lúa thông qua công là thế. Khu vực này thì bà cũng muốn là thiết kế một cái thanh chắn đấy, thực sự là thanh chắn cho chỗ này để mà chắn lại cho rồi. Khi mà mẹ mình đứa một em bé đỡ phải chạy vào bếp vướng lên, thì thực sự là bà góp ý cũng rất là cần thiết thôi. Nhưng mà tới này anh Duy triển khai thì em có thể góp ý cho anh ấy để nó thiết kế. Còn tới này anh mà anh Duy mà thiết kế cửa vào thì có lẽ là đóng cửa vào cũng được đấy. Cửa chắc là ngày mai, anh Duy sẽ lên triển khai luôn. Đợt này thì anh Duy cũng đang có công việc chơi lên thăng hoàn cho nên mình rửa mưa đại kho la lộc sổ hơn nhà kịp trước Tết này. Nhà chăm chỉ quét đấy nhỉ. Vâng. Trụ này ai mua lên cho đấy? Trụ này. Trụ này chưa, em đi mua chợ sổ thầy. Cái này mình nữa mua cái chổi chít. Trụ vâng. Này trụ này quét đấy. Cũng được không? Cái chổi chít kia thì thường thường là quét cái nền gạch hoa. Cái này mình nữa em mua cây lau nữa. Vâng. Xem là các bác sắm sửa là tiền đâu là em sẽ làm sao mà mua cây lau cho vì là lau nhà. Vâng. Đừng có đi dép vào nhá, đừng có làm bẩn nhà nhá. Phải mua một cái cây về lau thì mới sạch được. Vâng, mới sạch được. Mới cây lau thì sạch sẽ. Vâng. Bây giờ là đợi lắp cửa nữa thôi. Thì anh em mình lắp thiết kế đường điện nữa là ok. Đấy. Nước chết tàu gì tàu? Tàu rồi, rồi. Rồng rồi. Rồng rồi. Chị này hôm nào có được tiền không? Được mà. Được đúng không? Vâng. Tiền là mọi người đi sắm Tết hết chưa? Bảo mọi người chưa? Mấy chị mà đi chợ mà gửi cho con rồi cho bố cầm đã nhận được chưa? Hỏi chưa? Nhận được à? Danh sách anh là làm chưa? Chưa, em chưa làm. Làm thôi. Vâng. Tí em mà giải thì mà giải cho em nhé, em bảo kia về cho em bảo về là có chị uống hả? Có chị uống này, có sao cho em bay hả? Tại u to nó thì xin mà chị ta sao nè, làm nốt cái danh sách nhé. Vâng. Thôi chiều làm được, nhưng làm nốt xong thì gửi cho anh cũng được. Em xem nào, xem nốt chỗ này bên này xem nào. Bên này hôm qua làm đến đâu rồi? Hôm qua em bên em thì hôm qua em thì tú bê cái vòng một tí đầu một tí chú này nữa thì vợ giải quả áo thì không có người trong co thì em trong co cái này thì em nghĩ là phải tìm một cái xà bia về đầu cái đá kia với em đầu được cái đây này. Em góp ý thẳng luôn với anh là cứ ba góp ý cũng đúng thôi. Ở đây sẽ bảo luôn là góp ý này là của bà Báu, bà góp ý rất là chính xác. Ở đây nhá, không nguyên đào dưới này đâu anh ạ.
anh sẽ phải đào đến khoảng chỗ này. Không ít đâu đất đâu. Tại sao phải đào đến đây biết không? Mà bao? Anh này, anh nhìn đây này. Nước mưa sẽ chảy vào đây. Và khi mà nước mưa chảy xuống đây thì sẽ trúng vào đất đây. Mà và bao? Đất sẽ bắn vào tường mình bẩn. Nóng à? Đấy là những cái trước mắt. Cho nên chắc là phải đào đào thẳm bên này xuống thì là xuống thì nước về xuống về được. Và cái thứ hai thì là đợt các bác cũng góp ý là làm một cái thiết kế một cái đường để mà nước mưa chẳng hạn chảy về mái tôn thì chảy về một hướng, thì không biết là anh Duy có thiết kế không, thì nếu được thì mình sẽ thiết kế lại cái chỗ này nhỉ. Vâng. Thiết kế lại để làm sao mà khi mà nước mưa chảy xuống thì có một cái đường nước chảy vào một cái thùng chẳng hạn. Thì đây mưa thì làm một cái thứ cái mưa chảy vào thì có thùng thì cho nước mưa vào một cái thùng. Tank nước thì là mình sẽ bơm nước lên thôi, còn chảy thẳng vào tank nước thì wow. Nhiều khi là nhà thì cũng không sử dụng nước mưa suốt. Wow. Rồi là mình sẽ dùng cái nước mưa đấy ở một góc để mà phụ sinh hoạt, rồi là chăn nuôi hay là tưới rau thứ cũng được. Vâng. Còn nước ở nước mưa thì để ăn, để tưới rau. Ừ. Còn cái nước uống thì là tới này không sẽ thiết kế làm cái bể, bởi vì là cái sổ gạch mình đặt lên ấy dù là có thừa nhưng mà anh Hiệp đang tính là sẽ làm thêm cái chuồng trại cho anh lúa. Bây giờ làm bể thì là cũng phải vất vả đấy anh lúa ạ. Wow. Phải lại cõng gạch xuống đấy. Bể thì chị Giao bảo em chăm chị cố gắng giúp đi sửa lại cái bể sửa dây kem thì chị Giao với bể. Chị Giao anh Dình á? Vâng, chị Giao anh Dình. Thì là chắc chắn là chỉ có hai nhà anh dùng thôi. Vâng, hai nhà anh không. Hai nhà dòng thì chị Giao bảo em nếu làm thiếu kém được đi sửa lại cái bể sửa dây kem thì hai nhằm cổng bác cổng làm chĩa cái gài xuống sửa lại cái bể cho hai nhà cổng ứa. Ừ, chính xác, nhưng mà phải đào rộng ra thêm nhé. Vâng. Đào rộng ra thêm, xây phải xây nó bể to một ít nhà như này. Chị Giao bảo là cái bể sửa dây kem thì nếu là sai gài lên thì phải đào to một tí. Ừ, nó phải bằng to bằng cái này. Vâng. Không phải là chị Dâu bảo nữa mà là anh em mình thiết kế luôn như thế. Vâng. Đấy. Thì là tất nhiên là vẫn phải thông qua anh Dình và chị Dâu, bởi vì là cái đất là đất của anh Dình các bác. Đấy. Thì là thiết kế cái nguồn nước lên cũng phải nói là lợi cả đôi bên thôi. Đấy. Vâng. Lợi cả đôi bên khi mà một nhà thì là hiến cái đất và hiến sử dụng cái nguồn nước mà chảy ra từ nguồn của đất nhà họ ấy đi lên đây, và mình thì là mình đầu tư mình xây bể máy bơm ống nước là mình đầu tư rồi. Vâng. Đúng không? Thì là tới này thì hai nhà cùng nhau sử dụng thôi, không có tới này em sẽ ngồi nói chuyện với anh là khi mà nước nuôi đầy đủ thì hai nhà hòa thuận mà sử dụng thôi nhé. Vâng. Không có vấn đề gì hết, bởi vì mình chỉ có cái nguồn duy nhất ở đấy thôi. Bơm đấy vẫn bơm lên bình thường thôi gì? Bơm lên bình thường mà không vấn đề gì đâu. Mà không vấn đề gì. À, thế tốt rồi. Chứa thì có một cái dây điện xuống thì nước vẫn lây không đường, đúng là có một lúc thì nước vẫn lây đường nhưng mà em dây điện kèm thì em trả là hai đũa thì vẫn lây đường, bơ lúc nào vẫn lây đường. Ừ. Lên đường là tốt rồi, cái này cái gì cắm vào đây? Cái này chữa đây cái bờ lù lên trên này. À. Anh để cái để một cái bờ lù nó mắc vào đúng không? À. Ok, và cũng thông qua những cái này trước các bác, bởi vì chắc cũng phải chắc khoảng 1-2 hôm nữa thôi khi mà hoàn thành nốt công việc thì anh Nghiệp sẽ lên bàn giao nhà cho anh lúa trước khi tiến hành công việc bên A Tủa các bác. Đấy. Thì chiều nay về không sẽ điện cho anh Nghiệp luôn là cái lộ trình cũng như là cái kế hoạch làm việc làm sao thì là mình còn phải triển khai tiếp những công việc còn lại cho A Lúa trước cái Tết này. Đấy. Được không? Cảm được nhá. Anh Nghiệp lên thì là bây giờ nhá, những cái anh đã dọn đến nhà cửa để em không góp ý gì thêm nữa, nhưng mà phải làm sao gọn gàng sạch sẽ nhé. Vâng. Vâng. Nhà mình chưa bàn giao, đáng lẽ là chưa được ở đâu đấy. Vâng. Mà tại vì anh cũng chả có chỗ nào để ở rồi,
thì là cứ ra đây ở thôi. Trên cơ sở thực tế là phải đợi anh Nhiệt bàn giao cho đầy đủ xong nhé. Vâng. Anh em công khai tài chính nhau rồi là đấy, nhà A Lúa đây, lúc đấy là chuyển đến ở sinh hoạt tất cả mọi thứ ở đây nhé. Về công việc hôm nay anh làm nốt chỗ này đi nhé. Vâng. Hôm nay thì em làm lúc em làm xong thì cho đang làm bàn thì để lúc anh thèm lấy thì lấy giấy làm. Bây giờ là đào cái chỗ này lên đi nhé. Vâng vâng. Xong là tất nhiên là chỗ này vẫn phải đào một cái ránh vuông góc ra kia nhé. Vâng, mấy năm thì phải. Hôm nay không làm đi đâu nữa gì. Hôm nay không đi đâu. Làm nốt công việc nhà của hôm nay thì làm là nốt viền nhà rồi. Đấy, các bác có thể thấy quay ở đây mọi người nhìn là sau mấy ngày sau nhà thì mặt mũi là cũng sáng sủa hơn rồi, rồi là da rẻ là cũng tốt hơn rồi là so với cái mấy anh em mấy ngày anh em mình làm nha. Vâng. Phải nói là nhìn rất là tàn tạ và làm liên tục đấy nha. Vâng. Nửa đêm thì đi bơm nước, ban ngày thì làm cuồn cuộn đến tối, sáng đến tối. Phải nói là cũng có một cái tinh thần rất là quật cường của A Lúa thì cũng không ốm bệnh nữa nhỉ. Vâng. Đợt mới ra đào nền thì mới ốm một lần thôi, duy nhất một lần đấy anh em thấy A Lúa ốm thôi. Đến giờ thì là trải qua những công việc khó nhất rồi là ok rồi, không sao rồi. Cái chỗ còn một cái cuối cùng nữa em nhắc nhé. Cái chỗ nhà xí mà trước làm cho các em thợ sinh hoạt kìa nhé. Vâng. Rồi là anh dỡ bạt về. Các chú kem thì đợi anh về làm xong cái nhà vệ xong số giấy nằm thì phải đi. Tạm thời mình vẫn đang đi ở đấy thôi. Vâng, tạm thời mình vẫn đi, đã đi. Tạm thời đi. Đi xong thì là lấp hết đất sạch sẽ vào nhé. Vâng. Lấp hết đất sạch sẽ vào. Thì em nghĩ làm đấy cho anh về làm cái nhà mình nhà bị xong hiếm thì mình phải làm đi làm xúc đất. Là ghén đất sạch sẽ vào. Vâng. Cái thứ nhất thì là trả lại đất cho bố cho nó sạch đẹp. Cái thứ bên trên người ta trường học nó không thích đâu nhé. Vâng. Móc không được em cho đâu. Máu không nó cho em để ăn. Nhà bên kia. Nhà bên kia chưa mâm. Đấy, mình nữa còn thiết kế ở đây cho một cái hàng dây phơi nữa. Vâng. Hoặc là phía bên kia hoặc là phía bên này. Nhưng mà tất nhiên là cũng phải làm xong cái chỗ này sạch sẽ đó. Vâng. Thiết kế cho cái hàng dây phơi đây. Để cho anh phơi quần áo gọn gàng. Đấy. Thì cơ bản là mấy hôm nay anh em cũng nhàn nhã công việc làm rồi. Xe cóc này của nhà nào đấy? Xe cóc á? Ừ. Xe cóc làm hai cái của nhà báo á, bác của em lúa. Xem là không dùng đến thì trả nhé. Không dùng. Đấy. Okay. Công việc ngày hôm nay thì là cũng phải nói là cập nhật một cái công việc thường nhật thôi. Các bác vẫn phải dặn cho A Lúa là anh đi làm nốt cái chỗ kia nhé. Vâng vâng. Em không có thời gian hay là không có nói chuyện nhiều nữa để em thời gian làm việc nhé. Vâng vâng. Bố em dặn nhé. Chiều đi làm đi nhé. Vâng vâng. Đấy, mượn xe các anh về được một ngày rưỡi rồi. Đấy, các anh cũng sốt ruột. Các anh nhiều khi là các anh cần người đi làm không có thì thực sự là cũng phải nói là rất là bất cập cho các anh. Vâng. Hiểu không? Em hiểu không? Hiểu rồi. Đấy, mình không thể nào mà mình phải cũng kỷ luật lên. Mặc dù là nhà công việc gia đình nhưng mà về thì về một ngày thôi. Rồi em lại phải đi thôi, hôm nay là ngày rưỡi rồi nhé. Vâng ạ. Đấy, chưa điện cho các anh đi rồi là chiều lại đi làm thôi. Vâng. Đấy, xe chưa có giấy phép lái xe thì xem là đi đứng cẩn thận vào. Vâng. Đấy. Nên là cố gắng lên nhé. Dạ vâng. Muốn có nhà cố gắng thôi. Vâng. Không có cái cách nào khác cả. Vâng. Đấy, không có ai mang đến cho em không đâu. Em không ngoan thì em lại không có cái gì đâu đấy. Vâng. Tất nhiên là phải dặn em liên tục. Vâng. Cố gắng nhé. Vâng. Công việc hôm nay có vậy thôi cô bác anh chị ạ. Rồi là thời gian thì em không sẽ để A Lúa đi làm tiếp cái công việc bên này cho xong. Còn Lúa em thì bây giờ sắp trưa rồi là nấu nướng với vợ ăn rồi là đi làm nhé. Vâng. Động viên như thế thôi. Đấy, cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ. Xin chào.